Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Đạo diễn chính ít xứ Hàn khiến Netin phát cuồng vì quá đẹp trai. Mới đây, bộ phim điện ảnh Scorn đã tổ chức họp báo với sự góp mặt của dàn diễn viên chính, trong đó có Park Jin Hee. Đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Park Jin Hee sau thời gian dài nghỉ ngơi. Thế nhưng oái oăm thay, anh chàng đạo diễn lại vô tình chiếm hết show hình của Park Jin Hee vì ngoại hình cực phẩm của mình. Chỉ một vài tấm hình dương xương tại buổi họp báo, cái tên Lee Chung Hoon nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên Naver. Thậm chí truyền thông Hàn Quốc còn hết lời ca ngợi ngoại hình của Lee Chung Hoon và khẳng định anh sở hữu vẻ ngoài như diễn viên. Ngay sau đó, mọi thông tin về anh chàng này đã nhanh chóng trở thành tiêu đề tìm kiếm của Netin. Được biết Lee Chung Hoon sinh năm 1990, bằng với tuổi nữ diễn viên Park Jin Hee. Mặc dù là đạo diễn trẻ nhưng Lee Chung Hoon đã dắt tay cho hai bộ phim điện ảnh là Pagan 2015 và Calls 2020.